Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Người nói Bắc Vương Bé ở đây, vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Vạn Độc Lão Tổ nhíu mày hỏi. Việc này Bắc Vương Bệ Hạ sẽ đích thân giải thích với hai vị. Mời hai vị chờ ở đây một lát. Công Dương Tiên Sinh đi thẳng tới cánh cửa gỗ màu xanh khắc họa phía cuối gian phòng. Chỉ một lát sau, cửa gỗ lại được mở ra một lần nữa. Có ba người sóng vai đi ra, hai nam một nữ, đều có thân hình khỏe mạnh cân đối, mái tóc rối bồng như ngọn lửa, đôi mắt đỏ rực như đốm than, là thôn hỏa nhân. Người ở giữa có vẻ lớn tuổi nhất, râu tóc lẫn vào nhau rối tung như bẩm sư tử, khí tức tản ra từ hắn cũng mạnh nhất. Bên trái là một thôn hỏa nữ nhân tràn ngập giá tính, ngay cả làn da cũng màu đỏ rực. Mà bên phải chính là Trúc Diễm, thôn hỏa nhân vương hiện tại, khí thức tỏa ra từ hắn cũng là yếu nhất. Trong nháy mắt, Vạn Độc Lão Tổ cảm thấy như có một luồng sóng nhiệt đánh tới. Cẩn thận cảm nhận lại thấy nhiệt độ xung quanh cũng không thay đổi gì nhiều. Hóa ra cái nóng đó bắt nguồn từ tâm hồn. Ba thôn hỏa nhân này như ba ngọn núi lửa, trong cơ thể họ ẩn chứa lực lượng kinh người. Một khi bùng nổ là có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Tại sao họ lại ở đây? Ba người cũng không để ý tới Vạn Độc Lão Tổ. Họ sải bước đi lên trước như một ngọn núi lửa với khí thế mạnh mẽ. Vạn Độc Lão Tổ cũng không khỏi nghiêng người né tránh. Độc tố của hắn không có tác dụng gì nhiều đối với thôn hỏa nhân. Hơn nữa trời sinh âm quỷ sẽ chịu áp chế từ minh hỏa. Thậm chí hắn còn có cảm giác nếu trực tiếp đối đầu với ba người này thì hắn chết chắc. Nhưng Vạn Độc Lão Tổ không dành để suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì hắn đến né tránh nhưng Như Tâm vẫn còn đứng thẳng tắp ở đó không hề nhúc nhích. Như Tâm liếc nhìn Trúc Diễm mà càng người nàng cứng đờ. Nàng cũng cảm nhận được độ nóng, máu trong cơ thể như đang sôi sục lên, nỗi đau nhức nhối không thể nào chịu được. Tâm trạng cũng nóng này không thể kiềm chế, đó là mùi vị của sự hận thù. Nàng ta từng cho rằng đã nhiều năm qua rồi, hận thù trong lòng không còn mạnh mẽ như xưa. Uống nhiều vong thủy như thế rồi, lẽ ra chuyện cũ phải phai mờ dần đi. Nhưng tới bây giờ nàng mới phát hiện mối hận không hề giảm bớt, thậm chí còn tăng dần theo thời gian. Còn nàng thì từ đầu tới cuối vẫn không thể quên được buổi tối tràn ngập trong biển lửa kia. Chọn đi, ngươi muốn làm giao nhân hay làm thôn hỏa nhân? Không được quay đầu, không được khóc. Nếu để cho ta thấy ngươi rơi một giọt nước mắt thì kết quả cũng giống như vậy thôi. Đối diện với ba người đang đi thẳng tới kia, Như Tâm chẳng những không né tránh mà ngược lại còn nhịn không được mà bước lên trước. Ngay lúc nàng sắp đụng vào ba người nọ thì một cơn lốc cuốn nàng ra bên cạnh. Vạn Độc Lão Tổ đè lên vai nàng rồi quát: "Ngươi sợ tới ngu luôn rồi sao?" Tên thôn hỏa nhân có cái bẩm sư tử và nữ thôn hỏa nhân kia đều lộ ánh mắt khinh thường. Trúc Diễm thì liếc nhìn Như Tâm với vẻ kỳ quái, hắn rõ ràng cảm nhận được địch ý mãnh liệt. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng phải làm, hai người này cũng đều là khách quý của Bắc Việt Vương nên hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng chỉ là nhân vật nhỏ yếu vừa vượt qua thiên kiếp lần hai mà thôi, một ngón tay là có thể đè bẹp. Như Tâm dần dần tỉnh táo lại. "Mời hai vị vào." Công Dương Tiên Sinh đứng ở cửa ra vào hô lên. Vạn Độc Lão Tổ và Như Tâm cuối cùng cũng bước vào căn phòng thần bí kia. Một thanh niên tuấn tú đang nhìn về phía họ với nụ cười hờ hững. Đây chính là Bắc Việt Vương Thiên Lăng Chi. "Lão thần tham kiến bệ hạ." Vạn Độc Lão Tổ hành lễ. Trong nháy mắt thấy Bắc Việt Vương thì hắn đã hiểu ra ngay, thầm nghĩ trong lòng. Truyền thuyết kể rằng Bắc Quốc có bí pháp lưỡng nghi hóa thần thuật, có thể ngưng luyện ra hai nguyên anh, vậy mà lại là thật. Hóa ra kẻ đang ngồi ở đây cũng không phải bản tôn của Bắc Việt Vương, mà chỉ là một nguyên anh hóa thần. Khí thức của hắn liên kết với Ngân Long Vương, hóa ra xem Ngân Long Vương này như thân thể. "Ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng có thể nào giải thích cho ta trước hay không? Như Tâm cô nương, ngươi vẫn nên bỏ mặt nạ xuống tỉ hơn, dung mạo thật sự của ngươi đẹp hơn nhiều." Lúc này trên đỉnh núi Vân Phàm, cây trường phong đứng trong luồng gió, gió núi lướt qua khiến trường bào của hắn bay phấp phới. Hắn lại không hề hay biết mà cứ thế đứng nhìn Ngân Long Vương đang lơ lửng trên bầu trời.
Thật ra hắn cũng không phải trực tiếp từ chối lời mời của Bắc Việt Vương, mà là đồng ý cung cấp số lượng vật tư hậu cần nhất định. Nhưng không ai đoán được Bắc Việt Vương có thể giết gà dọa khỉ, tiêu diệt Vân Phạm Tông trước rồi nói hay không. Trong vô thức, mưa to cũng đang dần tạnh đi. Cậu Uyên cầm trong tay hai que tính, một đen một trắng. Đôi mắt nàng sâu thẳm như biển cả, bình tĩnh mà nói. Bắc Việt Vương ơi Bắc Việt Vương, bây giờ ngươi ra tay cũng không còn cơ hội đoạt được hai cái Bắc Dương dự toán này rồi. Đúng thế, lý do lớn nhất khiến nàng đồng ý đưa cho Như Tâm phần lớn Bắc Vương dự toán là vì muốn cho Bắc Việt Vương một niềm hy vọng nhất định, không muốn chen ngang lúc khai chiến với thôn hỏa nhân. Nhưng nàng lại không biết rằng bên trong còn nhiều điều phức tạp đến vậy. Chỉ có Diệp Đoạn Hải là không quá lo lắng. Hắn thân là kiếm tu, không sợ hãi bị cuốn vào trong chiến tranh như kê trưởng phong. Nhưng bây giờ, cho dù hắn muốn gia nhập trận doanh Bắc Việt Vương, cũng phải chờ thời cơ thích hợp. Nam Hải kiếm các vẫn luôn cô độc, không có quá nhiều tiếp xúc với Vũ Châu tu hành đạo, nhưng lại có thù sâu như biển với Vạn Độc giáo. Điều quan trọng nhất là, Nam Hải kiếm các cũng không phải là tông môn ma đạo. Nếu như ngay từ đầu đã gia nhập vào thì rất dễ bị xa lánh, thậm chí trở thành con chốt thí. Chẳng bằng đợi tới thời điểm quan trọng lại đưa ra quyết định, giúp người khi gặp nạn vẫn luôn hơn dệt hoa trên gấm. Hắn tin rằng vị công dân tiên sinh kia cũng hiểu rõ điều này. Đây chính là uy thế của vương phủ Mục Thủ Một Châu. Dù công dân tiên sinh du thuyết rất thất bại, nhưng mỗi một người từ chối hắn đều phải có chuẩn bị. Ai cũng sợ thật sự trở mặt với Bắc Việt Vương, cho dù là Lý Thanh Sơn cũng vậy. Cuối cùng, Ngân Long Vương tử tốn xuất phát, xé mây rẽ mưa đi thẳng về hướng Bắc xa rồi, để lại một vệt quỹ tích trên bầu trời sao. Gần như là tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là cây trưởng phong. Lại thoát một ải. Ta đã nói Bắc Việt Vương sẽ không ngu xuẩn đến vậy đâu mà. Nhưng dường như đầu thuyền có ánh lửa. Tầng mây khép lại, mưa to như thác đổ. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Ngân Long Vương đang rời xa nơi này, lại cảm thấy có chút bất an. Hắn dùng linh quy bói quẻ cũng không bói ra được kết quả, chỉ có thể nói với Tiểu An ở bên cạnh. Chúng ta cũng chuẩn bị rút lui thôi. Không đợi hội đấu giá ngày mai à? Không đợi nữa. Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì lớn đối với ta. Đi về chuẩn bị phối hợp với Như Tâm thì hơn. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm hai chữ Như Tâm. Hắn nhíu mày một cái, dường như bản thân hắn đã bỏ lỡ điều gì đó, chỉ đành nghĩ thầm. Có Vạn Độc lão tổ chăm sóc nàng, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Kê Trường Phong đang chuẩn bị quay về Phi Liêm Điện thì chợt nhìn thấy gì đó, hắn thu tay lại. Đó là gì vậy? Trong giây phút tầng mây sắp khép lại, hắn nhìn thấy trên bầu trời sao có thêm vài đốm sáng chói mắt, nhìn giống như lửa. Điện hạ, Vạn Độc lão tổ tiến lên một bước, hắn đang định nói chuyện. Bắc Việt Vương đưa tay lên ngăn lại, hắn nhìn thẳng vào Như Tâm. Ta không nói chuyện với đệ tử người. Trong câu nói này đã có ý cảnh cáo, Vạn Độc lão tổ trong mày rồi nhanh chóng suy nghĩ tới đối sách. Lý Thanh Sơn ra lệnh cho hắn, không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ sự an toàn của Như Tâm. Nhưng nếu ra tay ở đây thì hắn không hề có chút phần thắng. Được thôi. Như Tâm khẽ con người, dù bị Bắc Việt Vương nói ra thân phận cũng không hề để lộ vẻ hoảng sợ. Nàng đưa hai tay từ từ tháo mặt nạ xuống. Trúc Diễm vốn sắp bước ra cây cầu kia đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thứ hắn nhìn thấy là hai cánh cửa đang dần dần đóng lại. Như Tâm, chưa nghe qua cái tên này bao giờ? Thôn hỏa nhân có bẩm như sư tử kia truyền niệm hỏi. Sao vậy? Trúc Diễm đáp. Không có gì. Vậy thì chuẩn bị ra tay đi. Có ba thần hỏa lệnh ở đây rồi, chắc chắn có thể thiêu tiện nhân thành tro bụi. Phản Vương, thần hỏa lệnh này không hổ danh là thần khí trấn quốc truyền thừa từ thời thượng cổ. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy không thấy tung tích, không ngờ rằng vẫn luôn được giấu ở Bắc Vương phủ. Nhưng chúng ta thật sự phải chinh chiến giúp Bắc Việt Vương ư? Trúc Diễm thắc mắc hỏi. Vì đã được truyền thế chi bảo của tộc thôn hỏa nhân nên họ đã phải trả một cái giá tương đương, trở thành thượng khanh của vương phủ, bước lên chiến thuyền Vũ Châu. Nhưng không có thần nhân nào bằng lòng cúi đầu trước nhân loại, nhất là thôn hỏa nhân có tính cách dữ dằn. Trúc Phần đáp. Không tệ, thôn hỏa nhân chúng ta cũng không dối trá giống như nhân loại. Đã đồng ý thì sẽ không thay đổi, nhưng cũng đừng hòng để chúng ta đi chịu chết. Chúng ta dùng tam thần hợp kích, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, thiên hạ này có ai ngăn cản được? Đúng lúc có thể mượn cơ hội này giết nhiều nhân loại một chút, chờ đến lúc họ cũng hao tổn nhiều rồi. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, đúng là trời cho chúng ta cơ hội quật khởi.
Nói rồi, ba người đi tới trên boong tàu Ngân Long Vương, ánh mắt xuyên qua biển mây, nhìn về phía cửa hạm đang ở dưới. Ba người nhìn nhau, đồng thời giơ thần hỏa lệnh trong tay lên rồi trộm vào nhau. Bịch! Thần hỏa lệnh dài khoảng một thước, từ trên xuống dưới đều được bao phủ bề màu đỏ thẫm, giống như là ba mảnh thiết được nung đỏ. Ở trên đỉnh đầu là ba đốm lửa đang rực cháy, hợp lại thành một. Trên tấm lệnh lần lượt khắc lấy ba chữ Thiên Địa Nhân, ẩn chứa uy năng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nhiệt lượng nóng rực xua tan tầng mây đen dày đặc. Trong giây phút phát động công kích, nó tỏa ra vô số tia lửa phóng thẳng lên cao. Dường như nó đã trở nên to lớn hơn nhiều, như sao băng chiếu sáng cả bầu trời. Thiên phát đại hỏa, lưu tinh vẫn điểm. Trúc Phần cầm thiên hỏa lệnh trong tay chỉ về phía cự hạm đảo. Từng tia lửa lao xẹt xuống, càng hạ xuống thấp thì càng lớn. Nó kéo theo một đuôi lửa thật dài, nó sẽ rách tầng mây, chiếu rọi đêm mưa, cũng khiến cho bản thân nó xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Thiên hỏa lưu tình, giết sạch giao nhân, người không liên quan, chết nhanh đi. Trúc Phần cười to ầm ý, hắn thật sự muốn giết hết toàn bộ Nam Hải tu hành đạo trong một lần. Vân Phạm Tông ta và Hỏa Dung Sơn người không thù không oán, sao ngươi dám tiến đánh Sơn Môn, không sợ lão phu trả thù sao? Cây Trường Phong vội hô lên, đồng thời hắn thôi động đại trận bảo vệ đảo. Một tầng sáng màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ cự hạm đảo, ngăn cản thiên hỏa lưu tinh. Nhưng hắn còn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng nổ, thiên hỏa lưu tinh đã phá vỡ đại trận bảo vệ đảo. Diện tích của cự hạm đảo thật sự quá lớn, pháp trận ở ngoài cùng chỉ có thể dùng để ngăn cản mưa bão trên biển, bảo vệ người phàm trên đảo, lực phòng ngự của nó là có hạn. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên miên không dứt, toàn bộ cự hạm đảo ngập trong biển lửa. Một viên thiên hỏa lưu tinh rơi vào trong Tam Phàm Thành, tất cả người lẫn phòng ốc ở khu trung tâm đều hóa thành tro bụi, trực tiếp tan vào không khí. Luồng gió nóng rực gào thét qua từng ngóc ngách, thiêu đốt thành trì thành phế tích, không còn bất cứ ai sống sót. Trụ sở nơi Lý Thanh Sơn và mấy người khách quý cư ngụ nằm ngay trên Vân Phàm này, hắn nhìn thấy một viên thiên hỏa lưu tinh bay thẳng tới. Khí thế kinh khủng khiến đám người tu hành đều vô thức mà nhắm mắt lại, giống như ngày tận thế đang tới gần. Lý Thanh Sơn nhíu mày, hắn mở to hai mắt, nhìn thấy thiên hỏa lưu tinh đụng vào đại trận thủ sơn, tia lửa bắn tung tóe, tràn ngập trong tầm mắt hắn. Gần như tia lửa đã bao phủ hơn một nửa ngọn núi, chúng bám vào trên núi rồi âm ỉ thiêu đốt. Dường như không hóa mọi thứ thành tro tàn thì chúng sẽ không bỏ qua. Làn sóng nhiệt xuyên thấu qua trận pháp thổi tới, đám người tu hành vội vàng lùi lại. Khi họ mở mắt ra, thấy bản thân vẫn còn sống, nhưng trong lòng không hề cảm thấy vui sướng, chỉ có sợ hãi. Họ luôn theo đuổi tu hành tránh đi thế tục, cuối cùng vẫn bị cuốn vào chiến tranh, hơn nữa còn là một trận chiến mà họ không thể chống chế được. Lý Thanh Sơn cũng rất ngạc nhiên. Thôn Hỏa Nhân không hổ danh là tộc người nổi tiếng có sức phá hoại ghê gớm. Uy lực của ngọn lửa này thật sự là rất kinh khủng. Nó cũng chẳng phải là loại lửa tầm thường. Dù ta có huyết thống của Phượng Hoàng cũng không dám đối đầu trực diện với nó. Đột nhiên có một quả cầu băng xông vào sẽ tăng biển lửa. Nó xuyên qua đại trận thủ sơn rồi rơi xuống núi Vân Phàm. Đám người tu hành thấy vậy thì suýt chút nữa chửi ẩm lên. Lý Thanh Sơn cũng nhíu mày, chuyện lần này phiền phức rồi. Nữ vương bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Hóa ra trong quả cầu băng chính là Cộng Uyên và một đám giao nhân. Ngay lúc thiên hỏa lưu tinh chạm vào đại trận thủ đảo, Cộng Uyên đã ra tay ngay lập tức, nằm dùng toàn bộ hồ nước ngưng kết thành một quả cầu băng cực lớn bao phủ hành công giao nhân. Cộng Uyên điều khiển quả cầu băng bay tới thẳng Vân Phàm Sơn. Qua mấy lần tránh thoát sự tấn công của thiên hỏa lưu tinh, cuối cùng mới đến nơi. Rầm rầm rầm. Trong giây phút quả cầu băng rơi xuống đất, lại có thêm ba viên thiên hỏa lưu tinh đánh vào Vân Phàm Sơn, ngay cả đại trận thủ sơn cũng đang run rẩy. Sự tấn công như vũ bão của thôn hỏa nhân khiến cho người ta nghi ngờ trận pháp này có tồn tại được bao lâu. Cổng Uyên nhìn Lý Thanh Sơn một chút, nhưng không còn tâm trạng để ý tới hắn, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Có ba khí tức cường đại đứng đằng sau tầng mây u ám kia, chính là ba vị cường giả Trúc Phần, Trúc Tai, Trúc Diễm của thôn Hỏa Nhân. Mà điều khiến người ta càng thêm sợ hãi là ngọn lửa trên người họ đang liên kết với nhau, rồi kết thành một trận thế tam tải đơn giản trên bầu trời. Khí tức của họ lại bao phủ toàn bộ cự hạm đảo, đứng trên quan sát phía dưới như những vị thần. Mà trên tầng mây càng cao hơn, Ngân Long Vương vượt ra khỏi mặt biển. Cộng Uyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắc Việt Vương." Thôn Hỏa Nhân nổi tiếng là thiện chiến, nhưng họ không biết cách che giấu khí tức của mình, chứ đừng nói gì là xáo trộn thiên cơ. Họ chỉ có thể ẩn núp trong Ngân Long Vương,
mới có thể tránh khỏi sự dò xét mà lén lút xâm nhập Nam Hải. Vốn Cộng Uyên còn cho rằng dù họ có xâm nhập Nam Hải tiến hành tập kích cũng không có gì đáng lo, biển cả là sân nhà của nàng. Cho dù đánh không lại cũng có thể thoải mái mà thoát thân. Hơn nữa có đại trận thủ sơn của Vân Phạm Sơn ở đây thì độ khó càng tăng thêm. Sự tấn công bất chợt này sẽ khiến cho Kê Trường Phong càng nghiêng về phe mình hơn. Chỉ cần cố gắng chống cự một chút, cầu xin sự giúp đỡ của Thủy Tinh Cung là có thể lật ngược thế cờ, thậm chí đánh giết họ. Nhưng Thôn Hỏa Nhân lại cầm thần hỏa lệnh trong tay, khiến cho tia hy vọng cuối cùng của Cộng Uyên bị dập tắt. Họ muốn giết nàng. Cự hạm đảo cháy, ánh lửa ngút trời chiếu sáng toàn bộ hải vực, thậm chí đứng ngoài trăm dặm vẫn nhìn thấy được ngọn lửa. Chỉ có ba đỉnh núi cao trên đảo vẫn đang đứng vững trong biển lửa, dựa vào chút lực cuối cùng của đại trận thủ sơn hứng chịu sự oanh tạc của thiên hỏa lưu tinh. Kê Trường Phong, ngươi và giao nhân dây dưa không rõ, cử hành biết bao nhiêu lần hải thị, đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn bảo toàn tính mạng ư? Nhìn cho rõ đi, ngươi và cả Vân Phàm Tông của ngươi đều sẽ hóa thành tro tàn. Lúc này Trúc Vân mới trả lời câu hỏi của Kê Trường Phong, giọng nói của hắn tràn ngập sự khinh thường. Giao nhân Nam Hải không ngừng dựa vào hải thị để giao lưu với nhân loại, trao đổi mọi thứ mà trong biển không có. Tính tình của Thôn Hỏa Nhân không phù hợp để trao đổi với nhân loại, dần dà Vân Phàm Tông đã trở thành mối họa lớn trong lòng Thôn Hỏa Nhân. Chỉ là trước đây họ chưa chắc chắn có thể giết Kê Trưởng Phong nên mới ngấm ngầm chịu đựng đến bây giờ. Bây giờ sự hận thù trong lòng họ như hóa thành thực chất trực tiếp bùng nổ. Giao nhân hải thị bị Thôn Hỏa Nhân chấm dứt hoàn toàn. Mặt Kê Trưởng Phong bị ánh lửa hắt lên thành màu đỏ bừng, gió núi mát mẻ biến thành sóng nhiệt cuồn cuộn, thổi quần áo hắn bay phấp phới, toàn bộ đất trời đều là tiếng ngọn lửa cháy lách cách. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, chỉ có ngọn lửa lớn vô biên vô hạn, tất cả mọi thứ cực khổ gây dựng trên núi Vân Phàm đều biến thành tro tàn trong chớp mắt. Mục đích chính của chuyến đến thăm lần này của Cộng Uyên chính là muốn mời hắn cùng nhau hợp tác ra tay để đối phó với Thôn Hỏa Nhân, lại bị hắn khéo léo từ chối. Nhưng ngay trong giây phút này hắn mới phát hiện ra bản thân đã lún quá sâu vào trong trận chiến này, đã không thể tự làm chủ được nữa. Hắn lập tức nổi giận gầm to: bắt đầu từ ngày hôm nay, Vân Phàm Tông của ta và Hỏa Dung Sơn không chết không ngừng. Cờ phi liêm đột nhiên bay ra, đón gió biển to hơn 10 trượng. Trên lá cờ lớn màu xanh lơ, thần thú phi liêm dương nanh múa vuốt giống như muốn bay đi. Trường phong vạn dặm, chết hết cho ta. Hai tay Kê Trường Phong nắm chặt lấy cột cờ, đột nhiên vung lên. Phi liêm rít gào, giống như tiếng gió to gào thét. Gió mạnh cuốn bay hết tất cả mọi thứ, xua tan ngọn lửa mãnh liệt đang bám trên Vân Phàm Sơn đi, lại để ép hòa thế trên cự hạm đảo xuống, không trung đột nhiên trở nên trong xanh. Kê đạo hiếu, ta giúp ngươi một tay. Cộng Uyên phi thân bay vào trong đỉnh núi, hàn khí màu xanh nhạt cuộn trào tuôn ra, dung hợp với cơn gió mạnh do cờ phi liêm tạo ra, biến thành dòng nước lạnh cuồn cuộn. Vài ngôi sao băng thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đông cứng thành một cục băng. Ta có muốn xem các ngươi làm cách nào phá Vân Phàm Tông của ta. Hôm nay chỉ cần Vân Phàm Tông không bị tiêu diệt, tương lai nhất định sẽ trả lại cho các ngươi gấp 10 lần. Râu tóc Kê Trường Phong bay phấp phới, có vài phần cuồng liệt, vung vẩy mạnh lá cờ, gió mạnh từ trên biển bốn phương tám hướng thổi đến. Trong đất trời chỉ toàn là tiếng gió gào thét, giọng nói của hắn cũng hòa vào trong tiếng gió, giống như tiếng giống giận của phong thần. Tuy rằng hàn khí của Cộng Uyên không hoành tráng được đến như thế, nhưng ngược lại nó lại khắc chế được ngọn lửa mạnh hơn. Trong âm thầm, cả tòa Vân Phàm Sơn đều bị đông lại, không còn cảm nhận được chút nóng bức nào, ngược lại giống như đang ở trong trời đông giá rét. Nàng giang đôi tay ngọc của mình ra, ngâm nga giao ca động lòng người, như lời tụng sướng lại như lời nguyền rủa. Cùng lúc đó còn giơ cao băng tinh quyển trượng, nó và các vật trang sức băng tinh trên người nàng đều tỏa ra ánh sáng vô cùng lộng lẫy. Biển rộng ầm ầm đáp lại, sóng lớn nối tiếp nhau xông lên, liên tục bị ngọn lửa làm cho bốc hơi, nhưng chúng nó lại không hề dừng lại. Hơi nước càng lúc càng dày đặc, chồng chất thành từng lớp ở bên ngoài cự hạm đảo, bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ bừng, lộ ra khung cảnh kỳ ảo vô cùng tráng lệ. Trên đỉnh Vân Phàm Sơn, hai ánh sáng màu thanh lam giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cùng nhau chống chọi với ba Thôn Hỏa Nhân Vương, vậy mà lại không có chút yếu thế nào. Họ một người là chủ nhân của Vân Phàm Sơn, một người khác lại là bá chủ của Nam Hải, sông núi biển cả sẽ giúp đỡ bọn họ cuồn cuộn không ngừng, lại có pháp trận ngăn cản đòn tấn công của Thôn Hỏa Nhân, họ lại càng có thể dùng toàn lực, không hề có chút kiêng dè nào. Đòn tấn công của ban tên Thôn Hỏa Nhân này rất đột ngột, nhưng điểm mạnh của ngọn lửa chính là lực bùng nổ và sức phá hoại. Nếu như đánh lâu dài thì không có khả năng sẽ chống chịu nổi Cộng Uyên và Diệp Đoạn Hải.
Nhưng nếu muốn dùng một lần tấn công đánh sập đại trận hộ sơn của một đại tông môn lớn như Vân Phạm Tông thì sao lại dễ như thế được? Trừ phi con Ngân Long Vương kia ra tay thì mới có khả năng. Lý Thanh Sơn cũng đoán ra được Thôn Hỏa Nhân có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này chắc chắn là nhờ vào Ngân Long Vương. Lại rời mắt nhìn về phía đường chân trời, Ngân Long Vương đã biến mất ở cuối mặt biển, xem ra Bắc Vương Phủ cũng không có ý định trực tiếp ra tay. Không lẽ tên Công Dương tiên sinh kia tự tin có thể đánh sập được Vân Phạm Tông đến thế sao? Bên phía Như Tâm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhưng lại nghĩ đến có một tên Thượng Khanh là Vạn Độc Lão Tổ ở bên cạnh, chỉ cần không phải bắt Việt Vương trực tiếp trở mặt thì không có bao nhiêu người dám đụng vào Như Tâm, cũng coi như yên tâm tiếp tục đứng hóng chuyện. Trên bầu trời đỏ rực như lửa, Trúc Diễm nói: "Quả nhiên tên Trường Phong Vương này có chút thủ đoạn lợi hại đó. Họ chiếm cứ địa lợi, cứ kéo dài thời gian sẽ rất bất lợi cho chúng ta." "Chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, để tôi." Trúc Tài, Thôn Hỏa Nhân nữ tính duy nhất khinh thường nói. "Được, phá trận cho ta." Thiên Hỏa Lưu Tinh đột nhiên dừng lại không rơi xuống nữa. Ánh lửa trên cơ thể của Trúc Phần đột nhiên tối xuống, nó chuyển đến trên cơ thể của Trúc Tài. Trúc Tài giơ cao địa hỏa lệnh, chỉ tay thẳng về phía Vân Phạm Sơn. Địa phát đại hỏa, đất khô vạn dặm. Cửa hạm đảo đột nhiên chấn động, rung lắc kịch liệt, giống như có một con cự thú quầng táo bị chấn áp dưới mặt đất từ từ thức tỉnh, muốn phá tan áp chế trói buộc trên người, thi triển ra sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Thì ra là như thế. Lý Thanh Sơn hiểu ra, thì ra những ngôi sao băng lửa từ trên trời rơi xuống chẳng qua chỉ là để chuẩn bị cho đòn tấn công vào lúc này. Đúng là ở trên biển rộng núi sông như thế này thì Cộng Uyên và Kê Trường Phong sẽ càng có ưu thế về địa lợi hơn. Nếu Thôn Hỏa Nhân muốn thắng thì nhất định phải phá hư địa lợi của họ. Mấy cái hố do mấy viên sao băng lửa đập ra lúc này đột nhiên nhô lên cao, biến thành hơn trăm cái đồi núi, làm nứt ra từng khe hở, bắn ra màu đỏ chói mắt. "Các người..." Kê Trường Phong thay đổi sắc mặt nói. Đùng 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 đùng, tiếng vang lớn vang lên liên miên không ngừng, đồi núi biến thành từng ngọn núi lửa, dung nham phun trào ra bên ngoài, trong nháy mắt đã phá tan áp chế của Cộng Uyên và Kê Trưởng Phong. Khói đen bốc lên tận trời, từng con sông lửa tùy ý chảy xuôi, biến cửa hạm đảo thành một vùng đất hoang vu khô cằn, làm cho Lý Thanh Sơn nhớ đến khung cảnh trên Hỏa Dung Sơn. Cửa hạm đảo này đã tương đương với một Hỏa Dung Sơn loại nhỏ. Dù là biển rộng vô biên thì cũng phải nhờ đại địa chịu tải, mà biên giới đại địa chính là biển lửa dung nham cuồn cuộn đang chảy xuôi. Dù ở bất cứ nơi nào, Thôn Hỏa Nhân cũng đều sẽ chiếm cứ được ưu thế địa lợi. Nhưng cửa hạm đảo lại không phải một hòn đảo núi lửa, muốn đưa đến địa hỏa mãnh liệt như thế này nhất định phải dùng thiên hỏa oanh kích trước mới được. Thiên Hỏa Lưu Tinh lúc nãy chỉ là một khúc nhạc dạo, bây giờ mới là phần cao trào. Lực phòng ngự của đại trận hộ sơn mạnh hay yếu thì phẩm cấp của trận pháp chỉ chiếm một nửa còn lại nằm ở mặt địa lợi. Càng ở khu vực động thiên phúc địa thì lực phòng ngự sẽ lại càng mạnh. Mà địa hỏa đang phun trào ra đang điên cuồng phá hư khu phúc địa cự hạm đảo này, ăn mòn linh mạch ngầm bên dưới. Tiểu Vân Phạm Sơn vốn còn đang ngoan cường chống đỡ, nhưng theo địa hỏa dần xâm nhập vào, ánh sáng của đại trận hộ sơn nhanh chóng tối xuống, nhanh chóng bị lửa lớn thiêu thủng. Cung điện ban công, hoa cỏ cây cối lập tức biến thành tro tàn. Một đống người tu hành muốn bay lên trời, muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp bay đi được bao xa cũng đã bị cháy lan đến thành từng ngọn lửa rơi từ trên trời xuống. Binh khí trên người họ đều bị hòa tan, biến thành một bộ phận của biển lửa. Chỉ có một thanh niên cưỡi một mảnh thuyền nhỏ giống như lông chim, bay vút lên thoát khỏi sóng nhiệt biển lửa, bay nhanh về phía Đại Vân Phạm Sơn. Những lông chim cũng nhanh chóng bị bốc cháy. Kỳ Khinh Vũ hô lớn: "Cha, cứu ta!" Kê Trưởng Phong vung cờ phi liêm lên, một ngọn gió lốc phá tan biển lửa cuốn về phía Kỳ Khinh Vũ. "Chết đi!" Trúc Tài vung đại hỏa lệnh lên. Đùng! Một ngọn lửa phun trào, phun ra một cột lửa mạnh mẽ cắt đứt cơn gió lốc kia. Gương mặt điển trai của Kê Khinh Phú tràn ngập sợ hãi, trong nháy mắt đã biến thành một bộ xương khô, biến thành tro bụi. Khinh Vũ! Khóe mắt Kê Trưởng Phong giống như muốn nứt ra. Hắn muốn bồi dưỡng con trai cưng để hắn ở trên Tiểu Vân Phạm Sơn chủ trì cục diện, tiếp đón những người tu hành ở Nam Hải có tu vi yếu kém, đặt nền móng cho sự phát triển của tương lai. Không ngờ lại bị rơi vào mối tai họa bất ngờ này. Người thường đã chết thì còn có thể triệu tập, nhưng trên Tiểu Vân Phạm Sơn đều là đệ tử môn đồ tuyển chọn rất khắt khe mới được chọn ra. Mỗi một người chết đi đều làm Kê Trưởng Phong đau lòng. Con trai cưng cùng chung dòng máu lại càng là tổn thất không thể nào đền bù. Lập tức nổi giận hét lên: "Ta và Thôn Hỏa Nhân các người không chết không thôi."
Nhân loại ngu xuẩn, giữ được mạng của mình trước rồi lại tính sau. Lâu lắm rồi không được đốt lửa sảng khoái như thế này. Ta thích nhất là biến phúc địa của các ngươi thành tai địa. Chúc tai ta chính là tai nạn của loài người các ngươi. Chúc tai cười điên cuồng, mang theo thù hận đối với con người. Từng khe nứt màu đỏ từ chân núi Tiểu Vân Phàm Sơn lan tràn về phía trước, mãi đến đỉnh núi. Dung nham phun trào, Tiểu Vân Phàm Sơn cũng biến thành một ngọn núi lửa phun trào. Cùng lúc đó, đại trần thủ sơn của Trung Vân Phàm Sơn cũng đã sắp sửa sụp đổ. Theo tiếng vang lớn này vang lên, toàn bộ cự hạm đảo đều lắc lư mạnh, pháp trận ở Trung Vân Phàm Sơn cũng sụp đổ theo, oanh oanh liệt liệt mà bốc cháy, lại là vài tiếng kêu cứu, mấy đốm lửa biến thành tro tàn. Đùng, lại có một ngọn núi lửa ra đời, đám cháy trên cự hạm đảo càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng Kê Trường Phong đã cực kỳ tức giận, nhưng sóng nhiệt cuồn cuộn vẫn ép gió mạnh lùi lại. Hàn khí mà Cộng Uyên thả ra vừa mới ra khỏi Đại Vân Phàm Sơn cũng đã bị triệt tiêu ngay lập tức. Hơi nước cực dày vần quanh cự hạm đảo cũng đã bị cho núi lửa đen nghìn nghịt nuốt trọn. Đại Vân Phàm Sơn biến thành một tòa đảo cô đơn giữa biển lửa. Lần này thì phiền phức to rồi. Lý Thanh Sơn và Tiểu An liếc nhìn nhau. Tiểu An gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi vì Đại Vân Phàm Sơn cũng đang rung động, linh quang của đại trận thủ sơn cũng đã lập lè, không biết sẽ sụp đổ vào lúc nào. Đến lúc đó, đó mới là sát chiêu thật sự. Thiên hỏa và địa hỏa đều cuồng bạo hung mãnh như thế, nhân hỏa lại sẽ là như thế nào chứ? Vậy thì đúng thật là cửa thành bốc cháy, cá trong ao bị vạ lây. Nhưng hắn đến đây vốn là vì muốn đối phó thôn hỏa nhân, cũng không coi như là cá trong ao, chỉ là họ còn chưa kịp tính kế xong thì người ta đã kéo đến trước cửa đánh. Hiệu suất này thật sự đáng để học hỏi. Mà những người tu hành Nam Hải mới tính là cá trong ao thật sự. Ai mà ngờ chỉ mới đến sau Nhân Hải Thị một lần mà đã mất mạng. Đối mặt với ba tên thôn hỏa nhân cùng ra tay như thế, họ không có bất kỳ chút may mắn sống sót nào. Các đạo hữu, dị nhân hung ác, sống chết trước mắt, mọi người còn không chịu hợp tác kháng địch thì còn định chờ đến khi nào? Kê Trường Phong lớn tiếng kêu gọi. Các trưởng lão đệ tử của Vân Phàm Tông rối rít hưởng ứng. Có không ít người thân bằng hữu của họ bị thôn hỏa nhân thiêu chết. Các giao nhân lại càng không cần phải nói. Họ đã cùng nhau dập lửa từ lâu. Tuy rằng họ không có cách nào tạo uy hiếp cho ba vị thôn hỏa nhân vương, nhưng tiêu hao thêm một phần sức mạnh của họ thì lại có nhiều thêm một phần thắng. Kê Tông Chủ, đây là đấu tranh nội bộ của dị nhân, có liên quan gì đến chúng ta chứ? Xin thứ cho lão phu tu vi nông cạn, không giúp được gì cho người, xin phép đi trước. Một người tu hành giả nói. Lý Thanh Sơn quay qua xem thử, tên kia chính là người thứ bảy từng làm khó hắn. Người thứ bảy không đợi Kê Trường Phong nói gì, đã lấy ra một tấm đại na di phủ, lập tức kích phát. Đạo hữu đừng làm thế, Kê Trường Phong nói. Người thứ bảy đã biến mất tăm, nhưng hắn lại không dịch chuyển ra xa vài trăm dặm, mà lại đâm đầu lao thẳng vào miệng núi lửa của Trung Vân Phàm Sơn. Tại sao lại như thế? Người số 7 sợ hãi thay đổi sắc mặt, dựa vào tu vi cường hãn của bản thân mà xông trái đánh phải, muốn quay về Đại Vân Phàm Sơn. Chốc phần hở lạnh, lỗ mũi phun ra chút hỏa tinh, xỏ xuyên qua đầu của người số 7 này. Thật đúng là loài người ngu xuẩn, người ta đã bày ra trận thế lớn như thế này, nếu đến cả biên giới cũng không phong tỏa được thì Cộng Uyên đã bỏ chạy từ lâu rồi. Lý Thanh Sơn lắc đầu cảm thán, tuy rằng đại na di phủ rất quý hiếm, nhưng hắn cũng có rất nhiều. Chỉ là ân tinh ở trong Tu La Chẳng đã báo cho hắn ngay từ đầu, hư không xung quanh đã bị sức mạnh mạnh mẽ nào đó nhiễu loạn. Cho dù là nàng thi triển thuật hư không độn tàng cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Người ngoài nghề lại chỉ dựa vào một lá bùa đã dám xông ra ngoài, đó chính là đi tìm đường chết. Cộng Yên quay đầu trừng mắt nhìn Lý Thanh Sơn. Không biết là ngươi to gan lớn mật hay là đầu óc có vấn đề nữa. Không lẽ ngươi cho rằng thôn hỏa nhân sẽ tốt bụng buông tha cho ngươi sao? Hả, ta vẫn chưa ngây thơ đến mức đó đâu. Bọn họ có tha cho ai thì cũng sẽ không tha cho ta. Ta đoán ta chính là mục tiêu thứ ba, chỉ xếp sau ngươi và Kê đạo hữu thôi. Đúng không, thôn hỏa nhân vương? Lý Thanh Sơn lớn tiếng hỏi lại. Đúng, nhưng ngươi lại nói sai một điểm. Sai chỗ nào thế? Ngươi là mục tiêu thứ hai, Trúc Diễm nói. Lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này thì ngươi chết chắc rồi. Câu nói này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ai nấy đều rối rít nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Không ngờ hắn lại được thôn hỏa nhân xếp thành kẻ địch thứ hai, chỉ đứng sau nữ vương giao nhân, thậm chí còn xếp hạng cao hơn đại tu sĩ Kê Trưởng Phong. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì thôn hỏa nhân thế? Ngay từ đầu, Trúc Diễm đã không thèm để tâm đến Lý Thanh Sơn. Chẳng qua chỉ là để một tên phàm nhân ngu xuẩn nằm mơ giữa ban ngày bỏ trốn.
nhưng đợi đến khi Lý Thanh Sơn diệt toàn bộ vạn độc giáo, giết 10 vạn vô dân thực cốt rồi, Trúc Diễm không bao giờ dám nghĩ như thế nữa. Hắn còn chưa vượt qua thiên kiếp lần thứ 3 mà đã ác độc như thế rồi. Nếu thật sự vượt qua 3 lần thiên kiếp thì sẽ còn lợi hại đến mức nào nữa. Giờ vào tuổi tác của hắn, đây gần như là chuyện đương nhiên. Nếu so với tên Kỳ Trường Phong đã sắp sửa hết tuổi thọ, thì đây mới là mối uy hiếp thật sự, cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Cộng Uyên đột nhiên cảm thấy Lý Thanh Sơn thuận mắt hơn rất nhiều. So với cái tên Kỳ Trường Phong cứ luôn lo trước lo sau, suốt ngày chỉ muốn làm người trung lập, thì hắn mới coi là người lập trường kiên định, chí khí ngút trời. Đương nhiên, nếu hắn có thể liều mạng giết chết một tên thôn hỏa nhân vương thì lại càng tốt. Lý Thanh Sơn cười to. Trúc Diễm, không ngờ ngươi cũng khá tinh mắt đấy chứ, nhưng còn chưa biết được ai sống ai chết đây. Cộng Uyên nữ vương, ta nói này, ta cũng có thù oán với thôn hỏa nhân. Hiện tại ngươi cũng nên may là lúc ở trong điện Phi Liêm ngươi không có trở mặt với ta đi. Hả, vậy còn không nhanh chạy qua đây cùng ta hợp lực đối phó với kẻ địch. Giọng nói của Cộng Uyên cũng mềm mại đi một vài phần. Kẻ địch của kẻ địch chính là Bằng Hiếu. Đứng trước nguy cơ sống còn như thế này, chút mâu thuẫn trong quá khứ chẳng đáng là gì cả. Được thôi, Lý Thanh Sơn bay đến đỉnh núi thì thầm nói nhỏ. Nhưng ta còn có một điều kiện nho nhỏ. Nghe nói ngươi có một trái tim của vực sâu, nếu ngươi cho ta thì ta sẽ giúp ngươi chạy trốn, thế nào? Sao ngươi biết được? Cộng Uyên hơi thay đổi sắc mặt. Vốn đã có rất ít người tu hành vạn thủy quy khư, ở trong giao tộc cũng không có bao nhiêu người biết được trái tim của vực sâu. Một tên tiểu tử đến từ Thanh Châu tại sao lại biết được nhiều điều như thế? Trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng. Ngươi quen biết tên nhiệt tử kia? Ngươi đừng quan tâm đến việc làm sao ta biết được, ta chỉ hỏi ngươi có chịu hay không thôi, Lý Thanh Sơn nói. Ngươi nằm mơ đi. Thấy hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lý Thanh Sơn, Cộng Uyên nổi giận, chút hào cảm vừa mới nảy sinh lập tức bị quăng đến 9 tầng trời. Vậy thì tùy ngươi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên suy xét một chút đến đại cục thì hơn. Lý Thanh Sơn lui về chỗ cũ, khoanh tay đứng đó tiếp tục hóng chuyện. Đúng là cục diện trước mắt rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn bình tĩnh suy xét một chút, lại phát hiện ra nguy hiểm này cũng không chí mạng, ngược lại còn là một cơ hội hiếm có. Nếu ba tên thôn hỏa nhân vương này nhắm vào hắn, vậy mới là nguy cơ sinh tử thật sự, nguy hiểm không thua gì đối mặt với Long Vương Mạc Hải. Nhưng mục tiêu đầu tiên của bọn họ vẫn cứ là Cộng Uyên, mà hắn cũng không cho rằng bản thân có thể xếp thứ hai. Một khi để Kê Trường Phong chạy thoát thì thật sự sẽ là mối tử thù không đội trời chung. Như vậy tác dụng khi Hỏa Dung Sơn đánh chết Cộng Uyên cũng sẽ bị giảm nhỏ đi rất nhiều. Có hai người này đứng chặn ở phía trước, hắn tự tin cảm thấy chạy trốn là không thành vấn đề. Phượng Hoàng Niết Bàn đủ để thừa nhận một đòn tấn công chí mạng, lực như ma chấn động của hắn cũng đủ để đấm nát phong tỏa ranh giới. Chỉ cần rời khỏi cửa hạm đảo, trực tiếp kích phát đại na di phủ chạy trốn, thôn hỏa nhân cũng không thể nào tách ra để đuổi giết hắn được. Nói không chừng hắn còn có thể thừa dịp Hỏa Dung Sơn trống không làm chút chuyện gì đó. Gương mặt Cộng Uyên cứng lại, nếu không phải có kẻ địch ở ngay bên cạnh, nàng gần như không khống chế được muốn ra tay làm thịt Lý Thanh Sơn, trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Không lẽ hắn thật sự có cách chạy thoát sao? Chuyện này không thể nào. Ba cái thần hỏa ấn đã phong tỏa cự hạm đảo thành một nơi liệt hỏa tuyệt vực, đến cả chính mình cũng không thể nghĩ cách ra được nơi này. Đôi bên giao lưu trong thời gian cực ngắn cũng không lãng phí đến một giây. Đại Vân Phạm Sơn hơi lắc lư, dung nham nóng chảy trào dâng ở dưới chân núi. Núi lớn mãnh liệt thiêu đốt, đại trận hộ sơn tỏa ra linh quang chống đỡ, nhưng sau khi mất đi căn cơ cũng nhanh chóng tối xuống. Đã chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng. Được lắm, ta cho các ngươi chết chung một chỗ, cùng nhau xuống hoàng tuyển. Trúc Tài hử lạnh, điều hòa lệnh múa may tạo ra một vòng tròn lửa. Lửa lớn ở trên cự hạm đảo ào ào chạy về phía Đại Vân Phạm Sơn. Trong nháy mắt, không ngờ đã bao phủ núi lớn cao ngàn trượng, biến nó thành hỏa diệm sơn. Kê Trưởng Phong cũng không còn rảnh để múa may cờ phi liêm, dùng toàn lực thao tác đại trận hộ sơn, dầu tóc đều bị ánh lửa hắt lên thành màu đỏ bừng, quát to. Diệp Đạo Hiếu, ngươi còn đang do dự cái gì nữa? Diệp Đoạn Hải vẫn không hề nhúc nhích. Nếu bàn về sức chiến đấu chính diện, hắn thân là đại kiếm tu, rất có khả năng chính là người mạnh nhất trên đảo. Nếu hắn ra tay ba chọi ba cũng có thể đánh một trận. Diệp các chủ, thôn hỏa nhân chúng ta yêu ghét rạch ròi, ngươi dẫn theo đệ tử của ngươi rời đi đi. Nhưng ngươi vẫn nên suy xét lại lời mời của Việt Vương bệ hạ. Nếu không trong tương lai, ngọn lửa ở Vân Phàm Tông sẽ đốt đến Nam Hải Kiếm Các. Trúc Diễm nói ngay, đây là lời căn dặn của Bắc Việt Vương, cũng là vì bọn họ có chút kiêng dè thực lực của Diệp Đoạn Hải. Mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này của bọn họ chính là đánh chết Cộng Uyên,
nếu lại có thêm một đại kiếm tu làm kẻ địch, sẽ phát sinh xem rất nhiều biến cố, quyết đoán bỏ qua. Cứ việc tới đi. Trong mắt Diệp Đoạn Hải hiện lên chút ánh sáng sắc lạnh, biết rõ Thôn Hỏa Nhân cố ý nhắc đến Bắc Việt Vương là để hấp dẫn thù hận. Hắn vốn dĩ không có ý định nhảy vào vũng nước đục này, nếu không đã ra tay từ lâu rồi. Hắn đang định dẫn theo đệ tử rời đi, lại liếc nhìn Lý Thanh Sơn. Hắn đã từng hứa sẽ ra tay giúp Lý Thanh Sơn một lần, mà hiện tại có vẻ như đây là lúc Lý Thanh Sơn cần giúp đỡ nhất. Nếu Lý Thanh Sơn mở miệng thì hắn sẽ rất khó xử. Chiến đấu với Thôn Hỏa Nhân một trận, hắn có vài phần nắm chắc có thể bỏ trốn, nhưng chỉ sợ những môn đồ đệ tử này đều phải chết ở đây. Âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ dẫn theo nhiều đệ tử như vậy ra ngoài. Thân là kiếm khách, đương nhiên là phải một thân một mình, không có bất cứ vướng bận nào. Diệp các chủ, không cần nhìn ta, ngươi cứ đi đi. Chỉ là ba tên Thôn Hỏa Nhân còn không thể uy hiếp đến tính mạng của ta. Ngươi cũng mang Vu Phong đi luôn đi, quay về tu hành cho tốt. Chờ đến khi ngươi quyết định độ kiếp thì ta sẽ lập tức giải trừ huyết thệ. Lý Thanh Sơn không thèm để ý xua tay. Hắn khó khăn lắm mới có thể đổi được một lần nhờ người này ra tay, không thể lãng phí ở nơi này được. Lý Đạo Hiếu, ngươi làm vậy không phải là tự chặt đứt đường sống của mình sao? Cây Trường Phong căng thẳng, Cộng Uyên cũng hận Lý Thanh Sơn đến nghiến răng nghiến lợi. Kể từ đó, tình huống lại sẽ càng thêm nguy hiểm, gần như muốn cắt đứt đường sống cuối cùng. Các ngươi đừng nhìn ta, người ta không có thù không có oán gì với Thôn Hỏa Nhân, vốn dĩ cũng đã không có ý định ra tay. Đường sống của chính mình không lẽ còn phải đi cầu xin người khác sao? Chỉ là đánh một trận thôi mà, Lý Thanh Sơn nói. Dã Nhân Vương, tốt lắm, Diệp Đoàn Hải nhớ kỹ. Diệp Đoàn Hải chắp tay nói với Lý Thanh Sơn, lộ ra một chút vẻ kính trọng, mang theo môn đồ đệ tử tạo thành kiếm trận lao ra khỏi Đại Vân Phàm Sơn. Thôn Hỏa Nhân quả nhiên cũng tự nhường ra một đường đi, biển lửa tách sang hai bên, tùy ý để Diệp Đoạn Hải chui vào trong biển rộng, trong nháy mắt đã biến mất tăm. Khoan đã, chúng ta cũng không có thù không có oán với Thôn Hỏa Nhân, không phải Thôn Hỏa Nhân yêu ghét rất rạch ròi sao? Xin hãy tha cho chúng ta một con đường sống. Đúng như vậy, ta rất luôn ghét Giao Nhân, tuyệt đối không có ý tưởng muốn trở thành địch nhân với Dã Nhân Sơn. Người tu hành ở Nam Hải lớn tiếng nói, thể thốt khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với Vân Phàm Tông và Nam Hải Giao Nhân. Trước phần nói, hả, ngươi có biết Thôn Hỏa Nhân ghét nhất là cái gì không? Là kẻ yếu, bởi vì các ngươi quá yếu, cho nên hôm nay đều phải chết. Các người tu hành ở Nam Hải chửi ầm lên, lại chỉ khiến cho Trúc Phần cười càng thêm điên cuồng, nói với Trúc Diễm. Diễm Vương, cũng đã đến lúc rồi, đến lượt ngươi ra tay. Ta đã rất nôn nao rồi. Trúc Diễm giơ nhân hỏa lệnh lên cao, sức mạnh của Trúc Phần và Trúc Tài đều tụ tập ở trên người hắn, nhân hỏa lệnh bốc lên ngọn lửa lớn hừng hực. Nhân phát đại hỏa, hỏa thần giáng lâm, tất cả đều chết đi. Ngọn lửa hừng hực cao ngàn trượng đang đốt cháy Đại Vân Phàm Sơn đột nhiên cuộn lên tụ tập ở bên nhau. Tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, một con rồng lửa từ trong biển lửa gầm thét lao ra, vảy và móng đều có đủ, nanh vuốt rõ ràng, ra một chiêu thần long bái vĩ đập mạnh lên trên đại trận, linh quang chớp tắt liên tục. Cứ thế thôi sao? Lý Thanh Sơn nhướng mày, nếu so với thiên hỏa và địa hỏa thì nhân hỏa này cũng là quá yếu rồi. Tuy rằng con hỏa long này có được thực lực của yêu vương bình thường, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, còn có cái gì mà chết hết đi chứ? Cộng Uyên đột nhiên vội vàng dùng thần niệm nói với Lý Thanh Sơn. Nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi mượn trái tim của vực sâu 1 năm. 10 năm. Không, 3 năm. 5 năm. Được. Hình như Cộng Uyên đang rất lo lắng chuyện gì đó, nhanh chóng đồng ý với lời yêu cầu của Lý Thanh Sơn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi trò chuyện này, lại có một tiếng rồng ngâm vang lên, hai con rồng quấn nhau cùng bay vút lên. Vẻ mặt của Cộng Uyên lại càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, hai con rồng đang bay song song cùng nhau đột nhiên uốn lượn. Một đôi chân khổng lồ do ngọn lửa ngưng tụ mà thành đạp lên trên thân rồng, tiếp tục nhìn theo đôi chân to lớn kia. Một bóng dáng khổng lồ dần dần như ẩn như hiện trong biển lửa bắt đầu thành hình. Đó là một hỏa diễm cự thần đạp chân lên hai con rồng, cơ thể to lớn giống như núi cao, toàn thân tỏa ra khí tức hoang dã nguyên thủy, gương mặt giấu bên trong ngọn lửa vặn vẹo không thể nhìn thấy rõ. Nhưng mỗi một người tu hành đều cảm nhận được cảm giác áp bách từ trước đến nay chưa từng có, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lý Thanh Sơn nhíu mày, loại cảm giác này giống như khi hắn đối mặt với Long Vương Mạc Hải, hơn nữa khác với vẻ thay đổi thất thường của Long Vương Mạc Hải. Hỏa diễm cự thần tỏa ra khí tức cuồng bạo, chắc chắn có tính công kích càng mạnh hơn. Một khi nó ra tay, chắc chắn sẽ long trời lở đất,
bất cứ người nào ở nơi này đều khó có thể trực diện chống chọi. Ba tên thôn hỏa nhân vương trên bầu trời đều vô cùng kích động, hai tay cầm thần hỏa lệnh, đứng ở nơi xa bái chào hỏa diễm cự thần. Đốt cháy hết mọi thứ đi, chúc dung đại thần. Lúc này, hỏa diễm cự thần rít gào cuồng bạo về phía mấy người trên đỉnh núi, giống như có 100 ngọn núi lửa phun trào cùng một lúc, sóng nhiệt ngọn lửa điên cuồng tuôn ra, đè chặn hộ sơn lung lay sắp đổ. Người tu hành ở Nam Hải và các giao nhân đều rối rít bịt lỗ tai ngã xuống đất, hoảng sợ kêu rên giống như một người phàm. Đúng vậy, họ xem thường, coi người phàm như con kiến, nhưng mà đối mặt với vị thần trong truyền thuyết như thế này, họ không phải chỉ giống như con kiến thôi sao? Đừng nói đến chuyện đứng dậy ứng chiến, đến cả ý chí phản kháng cũng không dám phát sinh. Đây là một loại chênh lệch cực lớn đến từ bản chất. Tiếng giống giận này chỉ là tiếng gầm rú để phát tiết cảm xúc, không thể tính là một đòn tấn công. Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy máu trong người sôi trào, tai ù khó chịu. Hắn vội vàng vận chuyển linh quy, chấn định tâm niệm. Đây chắc chắn không phải là hòa thần trúc dung chân chính, thậm chí cũng không thể so với cùng kỳ trực tiếp giáng lâm. Nhiều nhất cũng chỉ là một tia khí tức, thậm chí còn không có được ý chí riêng. Không ngờ lại có thể mạnh đến mức độ này, thật sự quá hùng vĩ. Lý Thanh Sơn, ngươi còn không mau ra tay. Cộng Uyên gần như là theo bản năng lùi ra sau một bước. Nước vốn có thể khắc lửa, nhưng đối mặt với loại tồn tại như thần minh như thế này, nàng không có chút tự tin chiến thắng nào. Thần hỏa lệnh này không hổ là thần khí chấn quốc của thôn hỏa thần quốc, kết thành trận thế, phong tỏa biên giới, thiên hỏa anh kích, địa hỏa sôi trào, cuối cùng lại đều là vì triệu hoán thần minh mà thôn hỏa nhân tôn thờ, trúc dung thị. Người đường đường là nữ vương giao nhân, lại đi đặt niềm tin lên trên người một nhân vật có tu vi vượt qua thiên kiếp lần thứ hai, cũng quá tệ hại rồi đó. Ma tâm trong cơ thể Lý Thanh Sơn lập lè, ma khí cuồn cuộn ngưng kết thành một bộ ma giáp. Trong bất chi bất giác, hai mắt của hắn biến thành màu đỏ đậm, gương mặt trốn ở bên trong áo giáp sừng trâu, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngược lại lộ ra chút hưng phấn. Lần đầu tiên, Cộng Uyên cảm thấy lá gan to bằng trời của hắn không làm cho người ta cảm thấy ghét như thế, thậm chí còn mang đến cho nàng một chút cảm giác an tâm mà nàng rất không muốn thừa nhận. Chắc chắn không có bất cứ người bình thường nào có thể sôi trào ý chí chiến đấu trước một tồn tại như thế này. Mà Tiểu An đứng ở bên cạnh hắn lại càng thêm quái dị. Vẻ mặt nàng vẫn cứ lạnh tanh, giống như hỏa diễm cự thần không hề tồn tại vậy. Lý Thanh Sơn nâng mũ giáp, cảm nhận được đủ loại sức mạnh đen nhánh, hơi gật đầu nhẹ với Tiểu An ở bên cạnh. Hai tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm cự thần khống chế dòng lửa, dưới cánh tay ôm lấy gần phân nửa ngọn núi. Đại trận hộ sơn vặn vẹo sụp đổ, có thể rách nát bất cứ lúc nào. Hỏa diễm cự thần đột nhiên dồn sức, đâm thẳng đầu vào đỉnh núi, làm cho vong hồn của tất cả mọi người đều bốc hơi. Lý Thanh Sơn làm ra một việc mà tất cả mọi người đều không ngờ đến. Hắn cất bước, gia tốc, lao thẳng về phía hỏa diễm cự thần. Hắn chán sống rồi, muốn đi tự sát sao? Cho dù là thôn hỏa nhân cao cao tại thượng hay là những người tu hành ở Nam Hải bình thường đều đồng loạt nghĩ như thế. Lý Thanh Sơn dẫn đầu lao ra khỏi pháp trận. Đôi bên còn cách nhau khoảng vài trăm trượng, nhưng sóng nhiệt ập đến đã làm cho ma giáp trở nên đỏ bừng. Gương mặt mơ hồ của Hà Diễm Cự Thần tràn đầy tầm nhìn của hắn, tràn ngập cuồng bạo và hủy diệt. Nếu so với Hỏa Diễm Cự Thần cao gần mấy trăm trượng kia, hắn nhỏ bé giống như một con sâu nhỏ. Cảm giác nguy hiểm và sợ hãi đang gào thét ầm ĩ trong lòng, rồi lại là trong máu của hắn sôi trào, có cảm giác tự do muốn vứt bỏ hết mọi thứ. Đến gần trăm trượng, mũ giáp dầm mềm đi, áo giáp tan ra, ma khí đã bị tiêu hao gần như sạch sẽ. Cách nhau 10 trượng, máu thịt bị thiêu đốt, loáng thoáng lộ ra xương cốt, chúng nó cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Ngay khoảnh khắc trôi vào bên trong ngọn lửa, hắn đẩy mạnh tay phải về phía trước, tu la chẳng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, lốc xoáy màu máu xoay tròn phóng to, giống như một cái miệng máu cực to, nuốt trọn lấy hỏa diễm cự thần. Ánh lửa tràn ngập trong trời đất đột nhiên bị dập tắt, những người còn ở trên núi không ngờ lại cảm thấy có chút khó chịu. Hai mặt nhìn nhau. Hả? Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này không chỉ có hỏa diễm cự thần, đến cả Lý Thanh Sơn cũng đã biến mất không thấy. Một tên tóc đỏ mắt đỏ xuất hiện ở trên không trung, trong tay đang cầm tu la chẳng. Thân hình người kia chợt lóe, đã chạy trở lại trên Vân Phàm Sơn, giao tu la chẳng đang nóng rực chấn động cho Tiểu An. Tiểu An lạnh nhạt nói, cái tên to đồng đầy lửa kia đã tạm thời bị nhốt lại. Đến bây giờ mà các ngươi còn không chịu liều mạng, còn định chờ đến khi nào? Tốt lắm, dã nhân vương đúng là danh bất hư truyền. Hôm nay lão phu sẽ chiến đấu đến cùng với đám thôn hỏa nhân này.
Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.